Cứ Coffee xin chào các bạn, tiếp tục chuỗi series giới thiệu về các mô hình cà phê container. Hôm nay Cứ Coffee tiếp tục gửi đến anh chị và các bạn mô hình cà phê container 2 tầng với thiết kế đơn giản và tiện dụng. Nếu bạn có ý định xây dựng một quán cà phê container 2 tầng với một chi phí tiết kiệm thì bạn có thể chọn mẫu thiết kế container cà phê này nhé. Với thiết kế đơn giản, mẫu container cà phê 2 tầng này sẽ giúp chủ nhân của nó tiết kiệm được một khoản chi phí không hề nhỏ. Tuy vậy, mẫu container cà phê này vẫn đầy đủ các chức năng hữu dụng của nó, hơn thế nữa nó còn mang một vẻ đẹp hiện đại và cuốn hút. Tầng 1 của quán được bố trí quầy pha chế cà phê và đặt một số bàn ghế cho thực khách. Một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng 2 nơi được bố trí bàn ghế và không gian riêng tư cho khách hàng. Tầng 2 của quán cà phê container này được thiết kế với không gian mở, giúp khách hàng có thể view toàn bộ cảnh quan trước mắt. Hiện tại ở Việt Nam ta vẫn còn nhiều người lạ lẫm với mô hình cà phê container. Quán cà phê container là kiểu nhà xây dựng theo mô hình lắp ghép các thùng container cũ lại với nhau. Thay vì phải bỏ ra một số vốn không nhỏ để thuê đất, xây quán hay thuê nhà để mở quán cà phê, thì với việc sử dụng nhà container lắp ghép là giải pháp tối ưu, độc đáo, giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả, giảm thời gian xây dựng. Với khả năng di động, quán cà phê container có thể di chuyển tới bất cứ địa điểm nào một cách nhanh chóng. Ngoài ra, yêu cầu xây dựng móng đối với loại nhà container này cũng đơn giản, đối với những nền đất tốt có thể bỏ qua phần xây dựng móng. Đây cũng chính là ưu điểm được nhiều chủ đầu tư đặc biệt ưa thích của mô hình quán cà phê container. Ưu điểm của các mô hình cà phê container là có rất nhiều thiết kế độc đáo, khác biệt so với những kiểu quán cà phê truyền thống nên dễ gây ấn tượng với khách hàng. Không những vậy, các mô hình đều có thời gian thi công nhanh, tiện lợi, dễ dàng nâng cấp, bảo trì và dễ dàng di chuyển thay đổi địa điểm. Chủ quán cà phê hoàn toàn có thể tự lên ý tưởng thiết kế trang trí với nhiều kiểu dáng ấn tượng, nổi bật, màu sắc đa dạng và bắt mắt. Về chi phí xây dựng quán, tùy theo yêu cầu và quy mô của quán mà chi phí xây dựng sẽ có những mức giá khác nhau. Với một quán cà phê container đơn giản làm từ một thùng container 40 feet thì mức giá rơi vào khoảng 100 đến 120 triệu. Ngoài ra bạn cũng cần tính thêm chi phí thuê xe vận chuyển và lắp đặt. Có thể thấy đây là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với xây dựng quán cà phê kiểu truyền thống. Ngoài ra, nó còn sở hữu rất nhiều những ưu điểm tiện lợi mà quán cà phê thông thường không thể có được. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Anh chị và các bạn thấy mô hình này thế nào? Hãy để lại đóng góp cho Cứ Coffee ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu muốn tìm hiểu thêm về mô hình cà phê shop này, hãy comment số điện thoại hoặc email bên dưới, Cứ Coffee sẽ cố gắng phản hồi lại yêu cầu của anh chị nhanh nhất có thể. Nếu thích video này, hãy dành chút thời gian để đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ Cứ Coffee ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.